Quý vị thân mến, thành phố Huế là đô thị trung tâm, nơi thu hút du khách và người dân đến vui chơi thưởng ngoạn trong các dịp lễ Tết. Những ngày này, công tác chỉnh trang chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết cổ truyền đang được khẩn trương thực hiện, đặc biệt là các điểm xanh của thành phố, nơi chuẩn bị cho hội hoa xuân đón chào năm mới. Hãy cùng chúng tôi đến với những không gian xanh của Huế những ngày giáp Tết qua phóng sự sau đây. Vườn ươm của trung tâm cây xanh ngày giáp Tết. Hơn 200.000 chậu hoa xuân đã được ươm mầm tại đây để sẵn sàng trang trí trên cả con đường, công viên và nhiều không gian cộng đồng khác, đặc biệt là hội hoa xuân Quý Mão. Để phục vụ cho cái công tác hồi xuân, thì về phía Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho trung tâm công viên xanh Huế tổ chức cái công tác hồi xuân trang trí hoa trên các công viên dọc hai bờ sông Hương. Không gian diễn ra hồi xuân chính đó là tại công viên Lý Tự Trọng, đặc biệt là sân khấu khai mạc bế mạc là tại Biểu Quốc Học cũng có một số điểm nhấn tạo cho khu vui chơi cho người dân và du khách, đó là các cái khu vực như cồn Giả Viên và mở rộng ra phía các cái công viên ở bờ bắc như là Phú Xuân và công viên Kim Long. Ví dụ như cồn Giả Viên cũng có các cái mô hình và các cái mô hình trang trí bằng hoa và sắp xếp hoa để tạo các cái mô hình nghệ thuật để tạo cho người dân và du khách đến tham quan. Năm nay thì rét đến muộn nhưng mà nó cũng may mắn là cái lúc rét đến muộn kéo dài giờ cho đến Tết thì là cái hoa nó đã cứng cáp, đã trưởng thành rồi. Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc hoa để phục vụ cho cái hồi xuân. Hiện giờ thì chúng tôi đã đưa rất là nhiều hoa ra trang trí dần dần ngoài công viên để cho phục vụ cho cái hồi xuân năm nay cho thành phố. Thời tiết lạnh những ngày tháng chạp khiến công tác sắp đặt gặp khá nhiều khó khăn. Tuy vậy, phần lớn số hoa đã được vận chuyển ra cả công viên để chuẩn bị trang trí. Hơn 4 tháng chuẩn bị và giờ là thời gian để những cụm hoa khoe sắc. Những công viên hai bờ sông Hương liên tục được đổi mới hoa với nhiều chủng loại, đem đến nhiều trải nghiệm mới cho người dân và du khách thập phương. Một địa điểm cũng được chăm chú kỹ mỗi dịp Tết về là vườn mai hơn 100 gốc nằm trên đường Lê Duẩn, bên hông Hoàng Thành Huế. Nhiều gốc mai hơn 100 tuổi đã được công nhân chăm sóc kỹ ở từng thời điểm sinh trưởng của cây. Cái vườn mai của hiện nay trung tâm đang quản lý thì mặc dù vừa rồi cũng có biến động của thời tiết thì có một số cây cũng đã có là nở trước, nhưng mà hiện nay vẫn còn một số mai vẫn còn để phục vụ cho cái công tác hồi xuân, là hiện nay vẫn còn một số cây vẫn còn cho hoa trong dịp Tết này. Để chuẩn bị cho những ngày hội hoa xuân và Tết Nguyên đán được diễn ra trong không khí tưng bừng, đường phố rực rỡ sắc hoa, những người công nhân đã dành gần 5 tháng chuẩn bị. Song song với đó, công việc chuẩn bị cho hành trình phát triển đô thị mới, thành phố xanh bền vững thì quá trình ươm mầm chăm sóc cây sẽ còn kéo dài nhiều năm. Công việc này đã được công nhân triển khai những năm vừa qua với nhiều sự tỉ mỉ và sáng tạo. Thực hiện cho thành phố xanh bền vững được hết, chúng tôi cho tập trung quân số điều tra hiện trạng về các cái hệ thống cây xanh đường phố cũng như là các cái phường xã mở rộng thuộc thành phố. Trung tâm công viên cây xanh Huế cũng đã đề xuất cái việc mà chuẩn bị cho cái cây giống cho để trồng cho khi thành phố được mở rộng, thì hiện nay cũng đang chăm sóc và nhân rộng khoảng gần 30.000 cây xanh các loại và đã có sự chuẩn bị là nghiên cứu một số giống mới và một số giống cây bản địa ở Huế. Thì hiện nay cũng đã cho gieo tạo và chăm sóc để kịp thời đưa ra đường phố trong các địa bàn mở rộng của thành phố. Những con đường nhiều bóng cây xanh tại Huế ngày càng nhiều hơn với những công năng đô thị đặc thù, góp phần xây dựng diện mạo thành phố ngày càng trở nên thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Mỗi khu vườn công viên là một không gian tươi mát và thư giãn để người dân và du khách thưởng lãm dạo bộ và cả ngắm hoa trong những ngày xuân.
Về mặt cái bóng á, thì giống cây trồng mà mình từ sản xuất được thì mình đã có gieo cây con được rồi, để mà phục vụ đáp ứng cho nhu cầu. Sau này thành phố mở rộng lớn hơn thì rõ ràng là cái khối lượng cây nó sẽ lớn hơn, quy mô nó sẽ lớn hơn. Hành trình để Huế trở thành thành phố bốn mùa hoa, đô thị xanh bền vững là một hành trình dài được xây dựng từ sự nỗ lực của chính quyền, sự thấu hiểu và cố gắng của những người công nhân trực tiếp chăm trồng. Và đồng hành trên hành trình đó, không thể thiếu được những người dân sống trong thành phố. Chính việc ứng xử văn minh ở không gian công cộng và hòa nhập cả hoạt động cá nhân tập thể trong không gian thiên nhiên sẽ đem đến một sức sống mới cho thành phố xanh, một cố đô đang phát triển bền vững từng ngày.